Sẽ giống giống một con tàu á. to Thôi đây, tao phá cái này rồi. à, cái này còn máy xe quay khác nữa, nè, cái này bán xe mua tiêu nè, không phải xe cà phê luôn á, để chữ cà phê nè, cà phê xe nè, cái gì vậy? cà phê luôn, máy xe cà Tao phê phá hết á, chỉ còn cái này. cũng cà phê luôn, nhiều dạng. Cha sai này cơ, cà phê kem muối matcha, cha matcha nó là từ cái chết ấy à, ba mới sai ra. Con biết vì sao vậy ba? Hết matcha đó, con biết lý do. Mà hết uống nhất là uống cái gì? Mà ý con đó cái gì ra cả tên vô ghế vô ghế nhưng mà chơi ghế nó khác, nó khác mà. Cần tiếp. Từ từ để đâu, để nướng. uống đi thèm hôm tới giờ đó, tối tám mấy rồi uống. Kem này kem muối. Này kem trà xanh. Ăn đi. Dớt kem ăn đi. Dớt kem ăn đi. Thôi uống gì cũng được. Dớt kem rồi hút trộn lên nó nhìn hầm cẩm. Đây để anh uống cho nó ra nè. Chậm quá nha.
tôm. Ngon. Ăn này mình béo nè. Ngon không? Món này là cái gì? Con uống món gì ạ? Con uống món gì ạ Tim? Món gì xanh nè? Mắt da. Béo. Béo. Cô này ngọt nha. Dếp. Dừa thôi, đừng. Mà máy gì vậy? Được mà, điện thoại. Điện thoại mấy người quen có được không? Điện được mà. Nhắc ra là điện thoại cổ mà. Điện thoại được không? Gì nè? Đó. Nghe vô. Phải nhấn số trước. Nhấn số vậy luôn. Cái điện thoại đồ chơi mà đâu có ấy được đâu. Nè uống đi. Nè. Uống đi. Đến. Alo, nghe nè. Gọi làm bộ thôi. Khởi động đâu mà khởi động. Đừng. Này là gì tên? Cái máy pha cà phê, máy cổ. Trên là mấy bịch cà phê nè. Cái cân gì kìa xe bên xe giống một con tàu á. Cái này máy máy xe khác nè. Cái này máy xe mút tiêu nè, không phải xe cà phê luôn á. Để chỉ cà phê nè. Cà phê nè. Cà phê luôn, máy xe cà phê hết á. Cũng cà phê luôn, nhiều dạng. Đi ông lên đi. Ông lên. Chị ạ. Ông lên. Chị có sử dụng cái này. Đạp. Thôi được rồi. Cái này cũng xay luôn. Đó, nghe không? Xay vậy thôi. Cái này cái gì vậy? Này cái đó. Con mắc cười với cái này nè. Thôi, được. Mắc cười với đi ra. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tiền ủng hộ Chí Thị Tiền Dừa và Sự Tiên. Bye bye.